Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, thời gian gần đây, hai tỉnh Hưng Yên và Quảng Ninh liên tiếp lập nhiều chiến công. Đáng chú ý việc luân chuyển giám đốc công an đã mạnh tay chặt đứt vòi bạch tuộc đã khiến cho hàng loạt băng nhóm tổ chức tội phạm vô cùng khiếp sợ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn của hai giám đốc công an sau khi chuyển công tác được điều động làm giám đốc công an tỉnh Hưng Yên và Quảng Ninh. Mỗi khi nhắc đến Đại tá Nguyễn Thanh Trường, người dân Thái Bình không giấu nổi sự cảm phục. Khi trong gần 2 năm, Đại tá Trường làm giám đốc công an tỉnh, những cái tên nổi đình nổi đám như vợ chồng Đường Nhuệ, Tiến Trắng, Sơn Long Toàn Ve, Bình Vỗ, Cường Dụ, Thái Lâm, chúc nhị liền thay nhau bị sổ khám khởi tố bắt giam các đối tượng kể trên đều là những trùm giang hồ sừng sỏ thu nạp nhiều đàn em dưới trướng để hoạt động bằng các hình thức tinh vi khác nhau núp bóng doanh nghiệp để phạm tội tuy nhiên qua quãng thời gian theo dõi đấu tranh trấn áp tội phạm từng bước cơ quan chức năng tỉnh thái bình đang làm sáng tỏ hành vi của từng đối tượng nêu trên Đại tá Nguyễn Thanh Trường được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức giám đốc công an tỉnh Thái Bình vào tháng 11 năm 2019. Thời điểm về Thái Bình, ông Nguyễn Thanh Trường mang cấp bậc hàm thượng tá. Trước khi được điều động về Thái Bình, ông Trường là phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an. Về Thái Bình nhận nhiệm vụ được khoảng 6 tháng, tiếng súng lệnh đầu tiên gây chấn động dư luận của ông ở quê lúa, đó là triệt phá băng nhóm giang hồ cộm cán đường nhuệ Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, thành phố Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương từ lâu đã là những cái tên chỉ nghe qua cũng khiến dư luận địa phương có phần e ngại. Cả hai đúng là những kẻ giang hồ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ngay sau đó, những đàn anh đàn chị khét tiếng đất quê lúa bắt đầu bị sầu khám. Vũ Văn Sơn, Sơn Long, Nguyễn Ngọc Anh, tức Tòng Ve, Nguyễn Văn Bình, Bình Vũ, Nguyễn Văn Cường, Cường Dụ, Vũ Văn Thái, Thái Lâm, Lê Mai Anh, Trúc Nhị. Những cái tên chỉ nghe qua chưa cần đọc tiểu sử và profile đã thấy bất hảo và ngông cuồng. Đặc biệt nhất là những tay giang hồ trên đều sở hữu nhiều tiền án tiền sự bất hảo có tiếng trên địa bàn. Nhưng vào quýt dạy có móng tay nhọn, giờ đây những đàn anh này đều đang đeo còng số 8 trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài những băng nhóm giang hồ cộm cán, những đối tượng manh động, coi thường pháp luật đã bị trừng trị trên. Công an tỉnh Thái Bình thời gian qua đã liên tiếp phá được nhiều vụ án, đường dây mua bán chất cấm có tính chất phức tạp dưới thời đại tá Nguyễn Thanh Trường. Tiếp đó, vào chiều 28 tháng 9, Bộ Công an công bố quyết định điều động đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tại lễ công bố quyết định nhân sự, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tân giám đốc Công an Hưng Yên phát huy năng lực, kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp với chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại tá Nguyễn Thanh Trường hứa sẽ xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nói là làm. Từ khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Đại tá Nguyễn Thanh Trường đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đánh trúng, đánh mạnh và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức điều tra, khám phá nhanh các vụ án, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, truy bắt nhiều đối tượng truy nã. Có thể liệt kê những vụ việc dưới đây. 1. phá vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can trong vụ lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2003 đến năm 2008 tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Trong số đó có Nguyễn Quang Phục, bí thư đảng ủy, phường Dị Sử và Vũ Văn Ngọc, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Dị Sử. Từ năm 2003 đến năm 2008, các bị can đã bán và giao đất trái thẩm quyền. Đối với 640 suất đất, tổng diện tích 68.843,7m2 tại xã Dị Sử. 2. Bắt nhiều đối tượng liên quan sai phạm, trung tâm đăng kiểm, Ngày 23 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra PC03 Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, giả mạo trong công tác và nhận hối lộ, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 8902S có địa chỉ tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D có địa chỉ tại Mỹ Trấn, Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ và nơi ở đối với 7 bị can. Trong đó có Nguyễn Thanh Sơn, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D, Bùi Ngọc Tân, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8906D. 3. Vụ nhận hối lộ xảy ra tại một số chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chi cục thuế. Ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hùng, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ. Đào Thị Phượng, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Khói Châu và Trần Thị Tố Uyên, đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bà và thu khác thuộc chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động về tội nhận hối lộ. 4. Phá vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Dương Quang Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 4 tháng 11 năm 2022, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1973, thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào bị một nam thanh niên dùng dao đâm năm nhát vào sườn, bụng, vai, ngực tại cửa hàng tạp hóa của gia đình và cướp túi sách. Đại tá Nguyễn Thanh Trường đã chỉ đạo Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xuống hiện trường chỉ đạo điều tra. Đến 20 giờ tối cùng ngày, Công an đã bắt Trịnh Quốc Oai, sinh năm 2000, xã chỉ đạo huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Nghi phạm gây ra vụ án khi đối tượng đang lẫn trốn tại thôn Nghĩa Lộ, xã chỉ đạo huyện Văn Lâm. 5. Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 3.000 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trực tuyến trên mạng Internet do Nguyễn Thành Cương, sinh năm 1996, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cầm đầu, bắt giữ 13 đối tượng tại nhiều tỉnh thành, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan gồm điện thoại di động, thẻ ngân hàng, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch các đối tượng lên đến gần 3.000 tỷ đồng. 6. Điều tra làm rõ đối tượng đoạt mạng người cướp tài sản tại thôn Quanh. Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, người dân phát hiện tử thi ông Ngô Văn Đình, sinh năm 1963 ở thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi với nhiều vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành truy xét đối tượng theo dấu vết nóng. Sau 8 giờ điều tra, cảnh sát đã xác định bắt giữ Bùi Quyết Thắng, sinh năm 1992, là người cùng thôn với ông Định về hành vi đoạt mạng người cướp tài sản. 6 tháng nhậm chức và tiếng súng lệnh ở Thái Bình đã khiến hàng loạt giang hồ khiếp sợ. Đến nay... Đại tá Nguyễn Thanh Trường tại vị ở Hưng Yên cũng khiến cho những kẻ lạm quyền phải trả giá. Nói về việc triệt xóa tội phạm, không thể không nhắc tới những chỉ đạo quyết liệt và đanh thép của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Từ khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục tạo ra những dấu ấn. Và mới đây là vụ triệt phá vụ án hình sự, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Tướng Đinh Văn nơi, sinh năm 1976, là một tướng lĩnh công an nhân dân Việt Nam, hàm thiếu tướng và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, bí thư đảng ủy, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Năm 1998, ông chuyển sang công tác tại công an thành phố Cần Thơ, lần lượt giữ các vị trí trưởng phòng, trưởng công an huyện Năm 2016, ông được Bộ Công an bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, phụ trách xây dựng lực lượng khối an ninh và là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra. Năm 2020, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Cuối tháng 6 năm 2020, ông Đinh Văn nơi được điều động bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh An Giang. Hơn 2 năm đảm nhận chức giám đốc công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo đánh hàng loạt vụ án lớn, buộc nhiều đối tượng là ông Trùm, bà Trùm xa lưới. Nhiều người nhận xét ông Đinh Văn Nơi là khắc tinh của các loại tội phạm. Ngày 31 tháng 8 năm 2022, ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ông giữ chức giám đốc công an tỉnh An Giang và đã để lại nhiều dấu ấn khi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án nóng, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Điển hình là vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về An Giang, vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại thành phố Long Xuyên. Từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục tạo những dấu ấn và mới đây là vụ triệt phá vụ án hình sự trốn thế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng để điều tra. Trước đó theo công an Quảng Ninh, năm 2022, đơn vị này đạt được mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả điều tra khám phá các vụ án hình sự của địa phương vượt chỉ tiêu Bộ công an đề ra. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 85,7%, riêng điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đáng 2023, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, không xảy ra trọng án an ninh trật tự được đảm bảo. Đặc biệt, đã chủ động triển khai hiệu quả việc phòng ngừa ngăn chặn hành vi đốt pháo, nhất là vào đêm giao thừa. Ngoài ra, công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng nhóm được triển khai bài bản, quyết liệt, triệt xóa làm tan rã 70 nhóm. Đáng chú ý, các lực lượng thuộc công an tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng. Phát biểu tại lễ trao quyết định giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh ngày 31 tháng 8 năm 2022, ông Đinh Văn nơi nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích kết quả và truyền thống quý báu mà nhiều thế hệ công an tỉnh Quảng Ninh vun trồng, xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua. Đồng thời, cùng với tập thể đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, lãnh đạo công an trung ương, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân xây dựng lực lượng công an Quảng Ninh trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước đó, ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023 của công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn nơi được trao tặng huân chương chiến công hạng nhỉ của chủ tịch nước. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, ban chấp hành Trung ương Đảng đã có quyết định số 741 QDNS TW chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 7 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn Nơi. Không chỉ có những phát ngôn đanh thép, những chỉ đạo quyết liệt tấn công trực diện vào các loại tội phạm, thiếu tướng Đinh Văn nơi còn công khai số điện thoại di động cá nhân để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân. Có thể thấy đại tá Nguyễn Thanh Trường, giám đốc công an tỉnh Hưng Yên và thiếu tướng Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trở thành nỗi khiếp sợ của tội phạm. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai đó là tôn chỉ và cũng là phương châm sống còn của lực lượng công an nhân dân khi đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhất là những vụ việc nghiêm trọng gây bất bình xã hội trong thời gian qua